Nhân vật chính sắp sửa rời khỏi sân khấu. Mày tính tiếp theo nào. Nhân vật chính thì không bao giờ rời sân khấu. Mà nhân vật chính ở đâu thì đấy chính là sân khấu. Chính xác. Ý mày là rời sân khấu về Đông Bình á? Hân đi hội thảo từ 8 giờ đến 12 giờ. Mà từ đây về Đông Bình chắc mất tầm 1 tiếng 30 phút. Thế nên nếu mà mình xuất phát tầm 10 giờ đi, du di khoảng thời gian đấy, thì khả năng cao là có thể gặp được Hân ở Đông Bình ngay lúc mà hội thảo kết thúc. Nhưng mà bây giờ cái khó là phải thuyết phục được bà nội để bà đi cùng cái chuyến đi này. Có kế hoạch hết rồi. Nhưng mà lần này phải trông chờ vào chị Lan với Quân ấy. Hả? Tao thì làm được cái gì? Bà nội có bao giờ nghe tao đâu. Sao mày không trực tiếp rủ bà đi chơi đi cho nhanh? Mày Hâm à? Làm thế thì để Hân biết tất cả chuyện này là do tao sắp đặt. Ờ nhờ. Thôi được rồi, chăm sóc bà mày cứ để tao. Này này các em ơi, nghe nói nhà hàng Đông Bình hải sản ngon lắm đúng không? Chị yên tâm, nếu như vụ này thành công em mua 3 mâm hải sản cho chị về đãi cả xóm luôn. Nhớ đấy nhá. Anh chị cứ bung xõa vui vẻ đi nhá. Em ở nhà canh miếu cho anh Đức Anh, đúng không anh ơi? Ê, từ từ. Thống nhất luôn, chuyến này đi này không phải để xõa. Mọi người cố gắng giúp em. Còn nếu vụ này thành công xong, em mời mọi người xõa thoải mái. Mọi người chỉ làm nền thôi. Vẫn là phải tự mày cố lên đấy. Đây là cơ hội cuối cùng. Bố mẹ sắp về rồi, bà cũng về quê nốt là xong phim đấy nhá. Ok. Chúc ông bạn thành công nhá. Hôm qua cái Hân nó không về thật đấy à? Vâng, thì thanh niên mà bà, phải tranh thủ kiếm tiền chứ. Tranh thủ kiếm tiền? Thế cháu cũng là thanh niên xong tranh thủ kiếm tiền đi. Ơ, sao bà cứ làm tổn thương cháu ấy nhở? Cháu bình thường hơi bươn chải đấy. Chẳng qua bà ra cho nên là cháu thích ở lại chăm sóc bà thôi. Chăm sóc bà? Chăm sóc bây giờ 7 giờ rồi, chưa cho tôi ăn à? Đấy, rồi đến ngay bây giờ ít. Đấy, thấy chưa? Em nhớ bỏ ra cho bà ra chưa? Em bỏ rồi, chị dặn em là em nhớ mà. Cháu mời bà ạ. Thơm quá. Cháu mời bà. Thằng bé khéo thật đấy. Ai người ta đến là người ta sẽ nghĩ ngay cháu là cháu thật của bà đấy. Tưởng cháu ruột đấy. Thế từ mai, bà nhận cháu làm cháu xịn của bà nhé. Thật nhá. Vâng ạ. Nào, kịch cái. Được ạ. Ừ. Kịch cái. Ừ. Cháu nhá, từ mai nhá. Cháu sẽ là em của anh Đức Anh này. Gọi chị Lan bằng chị. Nhớ chưa? Ừ. Đã. Sao? Không thích làm cháu bà à? Hay là mình hoãn lại được không hả bà? Cháu thấy như thế này cũng tốt rồi. Mày chê làm cháu của bà. Không phải như thế, ý cháu không phải như vậy đâu bà. Bà đây rất nhiều cháu, thế là bà chê rồi đấy. Cứ ăn đi cháu. Thôi đừng trêu nó nữa. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi.